Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe CUV 5 chỗ ngồi đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Hàn Quốc. Đó chính là chiếc xe Hyundai Tucson quý vị và các bạn nhé. Ở Hyundai Tucson thì những cái phiên bản máy xăng, phiên bản máy dầu đều chia làm các phiên bản như ví dụ như phiên bản là phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp. Và riêng phiên bản này nó lại khác với cả những cái phiên bản kia, đó là phiên bản 1.6 Turbo quý bạn nhé. Và có thể nói đây là một chiếc xe siêu lướt. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 nhưng mới lăn bánh có 10.000 km thôi và mới thay dầu ở trong hãng lần thứ hai. Vẫn còn nguyên bảo hành tại hãng quý bạn nhé, full lịch sử bảo dưỡng tại hãng luôn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này thì thưa với quý vị và các bạn là rất mới, rất là đẹp quý bạn nhé. Chưa có một vết xước nào cả, chưa có một vết sơn lại cả. Và chủ xe mua chiếc xe này xong là phủ ceramic cả xe luôn ạ. Cho nên là rất bóng quý bạn nha, rất mới bóng và chưa xước một tí nào. Toàn bộ còn nguyên bản, chưa có một cái dấu vết của sơn lại quý bạn nhé. Và lốp sơ cua còn chưa hạ cơ. Cả cái dàn lốp này còn nguyên bản và còn mới tinh. Chủ xe cũng đã lắp thêm một số đồ, ví dụ như là bậc cửa này, phủ ceramic này, dán phin cách nhiệt này. Và chiếc xe này thì còn bảo hành tại hãng cho nên là chúng tôi vẫn cam kết thêm là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, đến nước sơn này còn nguyên bản hết cả xe quý bạn nhé. Bên ngoài còn nguyên bản cho nên là bên trong từ những cái keo chỉ còn nguyên bản là cái điều đương nhiên quý bạn nhé. Không những còn nguyên bản và còn rất là mới ạ. Một số phần trong nội thất còn chưa bóc ni lông quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 920 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Trước đây là chủ xe mua xong lăn bánh, giá thành lăn bánh từ đăng ký đến lắp đồ, làm thủ tục ngân hàng các thứ là 1.2 tỷ. Và chiếc xe này bây giờ chúng tôi đang bán với giá là 920 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Tucson 1.6 Turbo 2021 siêu lướt này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Tucson 1.6 Turbo 2021 siêu lướt này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe siêu lướt 10.000 km này quý vị các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần thân vỏ bên ngoài thì ngay từ lúc khi mới mua xe là chủ xe đã phủ một lớp ceramic kín cả xe rồi quý bạn ạ. Cho nên là rất là mới, rất là bóng và chiếc xe này chưa có một cái vết xước nào quý bạn nhé. Nước sơn nguyên bản cả xe còn nguyên ạ, chưa sơn lại một vết nào luôn quý bạn nhé. Đấy, và nhìn ra ngoài ánh nắng quý bạn thấy đây ạ, rất mới, rất bóng bẩy quý bạn ạ, vì là được bao phủ một lớp ceramic và toàn bộ về cái dàn lốp này là còn nguyên bản hết quý bạn nhé, vì mới chạy có 10.000 km thôi. Cho nên là chiếc xe này thì tôi cũng xin phép không thể giới thiệu kỹ hơn cho quý vị và các bạn như những chiếc xe cũ đời sâu được, tại vì là nó không khác thì một chiếc xe mới quý bạn ạ, chưa chạy hết rốt đa. Đấy, nhìn về cái phần dàn lốp đây, thưa với quý vị và các bạn, dàn lốp còn mới tinh này. Đấy, dàn lốp mới tinh, đét lốp là 2021 quý bạn nhé. Cả dàn lốp còn nguyên bản và còn dày như này, mới có 10.000 km thôi quý vị các bạn ạ. Và cái cụm phanh thì đã được chủ xe là sơn màu đỏ này. Bậc cửa chủ xe đã lắp thêm này. Đấy, dàn lốp đây thưa với quý vị và các bạn, cụm phanh được sơn màu đỏ này. Đấy, dàn lốp thì rất là mới quý vị các bạn nhé, 2021 này, đấy, đét lốp này. Lốp sơ cua còn chưa hạ quý vị các bạn ạ. Đấy, đến cái lốp dưới này còn đang mới chứ nói gì đến lốp sơ cua quý bạn ạ. Mới có 10.000 km thôi cho nên là cái dàn lốp là rất mới quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Còn dày quý bạn nhé, 2021 này, lốp còn dày nguyên. Đấy, rất đẹp quý vị các bạn nhé. Bậc cửa này,
Đấy, đây là cái phần mà chủ xe lắp thêm là cái phần bật cửa đấy ạ. Đấy, dàn lốp rất đẹp quý vị bạn nhé. Đấy, rất dày, mới tinh luôn quý bạn nhé. Sơn thì phủ ceramic cho nên là rất bóng, chưa có một cái vết xước nào, chưa có một cái vết sơn lại nào cả quý vị các bạn ạ. Đấy, nhìn về cái cụm đèn thì đèn pha đây thưa với quý bạn, đèn pha cũng mới tinh luôn ạ, không khác gì chiếc xe mới. Và mỗi bên được trang bị 5 cái đèn bi quý bạn ạ, đèn pha của Túc Sơn mỗi bên là 5 cái đèn bi nhá. Đến Santa Fe thì mỗi bên chỉ một đôi thôi, Túc Sơn là 5 cái đèn bi bên trong. Đấy, bên dưới là đèn led này, đèn gầm này, đấy đều rất đẹp, rất mới. Và ở cái phiên bản 1.6 turbo này nó có một phiên bản duy nhất thôi ạ, đủ đồ thôi ạ, có thể nói đây là một cái bản như là phiên bản cao cấp, đầy đủ đồ rồi, cảm biến trước sau đều có luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất đẹp này, gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương quý bạn nhé, khóa thông minh, đề nổ start top, bấm tay để mở cửa này. Đấy, rất là đẹp này. Nhìn về cái đằng sau thì quý vị bạn thấy đấy ạ, cụm đèn pha cũng chưa có một cái vết xước nào cả này, rất mới này. Đèn phanh trên cao này. Đấy, cụm đèn pha đây ạ. Với chiếc xe này thì không khác nào một chiếc xe mới ở trong hãng quý vị các bạn ạ. Đấy, từ những cái phần logo này đến chữ này chưa có một cái vết ố nào cả. Cảm biến lùi này, cảm biến trước này, tức là cảm biến trước sau, cảm biến quanh xe đều có này. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì tôi mua của anh chị tôi, là anh chị tôi ở trong Time City. Tính là từ lúc mua xe là chiếc xe này chưa phải đỗ ở ngoài tí nào cả, toàn đỗ ở trong hầm của Time City quý bạn nhé. Đấy, một chiếc xe này chưa bao giờ phải đỗ ở ngoài trời. Đấy, bây giờ là tôi đang quay tôi phải để ngoài trời tôi, chứ còn là nếu như đỗ thì là toàn đỗ ở trong hầm của Time City hết ạ, chưa phải đỗ ngoài trời đâu ạ. Cho nên là nước sơn nguyên bản đã được phủ ceramic mới bóng bẩy nhưng mà chưa phải ở ngoài trời, cho nên là toàn bộ từ những cái phần nẹp chrome này, toàn bộ những cái phần chrome này, đấy, lưới tản nhiệt này cho đến logo đều mới tinh quý vị bạn ạ, không khác thì một chiếc xe mới vì chưa có một cái vết ố nào cả. Những chiếc xe mà đỗ ở ngoài trời chịu ảnh hưởng của mưa nắng thì là nó sẽ đều bị ố, đều bị những cái nẹp chrome ấy, những cái tay nắm cửa ấy, đều bị ố. Như chiếc xe này là đỗ ở trong nhà không có bị thế nào quý bạn nhé. Đến những cái phần gioăng cao su này cũng đều mới luôn ạ, chỗ nào cũng mới hết ạ, không khác thì một chiếc xe mới đâu ạ. Về cái phần bên ngoài thì thưa với quý vị và các bạn, nó không có một cái vết xước nào cả, thì bên trong nó còn nguyên là điều đương nhiên các bạn ạ, còn nguyên và còn rất là mới. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu khám phá về bên trong. Bên trong một số chỗ còn chưa bóc ni lông cơ quý vị bạn nhé. Keo chỉ thì tôi xin phép quý vị bạn tôi chỉ quay sơ sơ qua thôi, vì bên ngoài nó còn nguyên thì những cái phần keo chỉ còn nguyên là điều đương nhiên rồi. Đấy, tắp đi cánh cửa này rất mới luôn quý bạn ạ, từ những cái cụm điều chỉnh này lên xuống kính này. Chiếc xe này là chúng tôi mua về là không phải mất tiền dọn rửa quý bạn nhé, chỉ có rửa qua một chút bên ngoài thôi chứ không phải dọn. Đấy, chỉ mất tiền rửa một chút bên ngoài thôi. Đấy, vô lăng mới tinh luôn quý vị bạn này. Vô lăng cần số này đều mới ạ, không khác gì một chiếc xe mới nhé. Quý vị và các bạn bây giờ mua một chiếc xe mới ở trong hãng ra thì không tin thì quý vị bạn đi một tháng sau nó cũng chỉ như chiếc xe này thôi ạ. Đấy, nhiều hay chạy ít thì chỉ một tháng sau cũng như chiếc xe này thôi. Đấy, mà chiếc xe này mua xong đăng ký xong lại còn phải lắp thêm một số đồ quý bạn nhé. Đây, lịch thay này. Đấy, lịch thay bảo dưỡng này. Chủ xe đi quá ít, hãng hẹn là ngày 4 tháng 8 năm 22 vào kiểm tra này. Hoặc 12.000 quý bạn ạ, bây giờ mới được có 10.000 thôi. Đấy, hẹn là ngày 4 tháng 8 vào là mà chủ xe là lúc đấy là 12.000, nhưng bây giờ còn mới có 10.000 thôi quý bạn ạ. Đấy. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất bởi công ty Hyundai Việt Nam và sản xuất năm 2021 này. Đấy, 2021 quý bạn nhé. Nội thất da cao cấp nguyên bản này, ghế lái chỉnh điện này. Đấy, tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và bạn cùng xem. Cũng tương tự như vậy này, tất cả là còn nguyên bản và còn không những nó còn nguyên bản và còn rất mới quý vị và bạn nhé. Từ tắp bi này, đấy, cho đến những cái bậc cửa này thì quý vị các bạn xem này, nó mới tinh luôn ạ. Đấy, mới tinh luôn quý vị các bạn nhá. Những cái sàn này mới không khác gì một chiếc xe mới luôn quý bạn ạ. Đấy, những cái phần lưng ghế này đều mới tinh, chỗ nào cũng rất mới ạ. Đây, bên trong này còn chưa bóc ni lông quý bạn này. Đấy, những cái phần này là anh chủ xe còn chưa bóc ni lông này. Đấy, bên kia cũng vậy này.
chưa bọc ni lông quý vị và các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option đây. Cửa sổ panorama đằng sau này, ra đến tận đằng sau này, rất thoáng quý bạn nhé. Cửa sổ nóc này, cửa sổ panorama này. Đấy, quý bạn thấy chưa, ngồi đằng sau này rất là thoáng này. Phía bên dưới thì đã được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi đằng sau. Gương chiếu hậu chống chói này. Đấy, toàn bộ về những cái phần nỉ này. Phần nhựa thì quý bạn thấy đấy ạ, chưa phải mất tiền dọn dẹp mà nó đã mới, nó đẹp như thế này rồi. Đấy, quý vị các bạn thấy chưa, một chiếc xe siêu lướt là nó đẹp như vậy đấy ạ. Đấy, và khóa thông minh đề nổ là tôi sẽ bấm cái điện lên để cho quý vị các bạn xem về cái phần đồng hồ của chiếc xe nhé. Tôi sẽ cho nó nhỏ cái đồng hồ, cái loa đi. Đấy, đồng hồ công tơ mét này. Chiếc xe mới lăn bánh được đúng 10.000 km quý vị và các bạn nhé. Quá là ít, có thể nói là chưa chạy hết rốt đa. Với cái vô lăng còn rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Vô lăng bọc da không khác gì mới ạ. Đấy, vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, kiểm soát hành trình, cruise control hay còn gọi là ga tự động đấy ạ. Đấy, rất là mới quý bạn nhé. Khóa thông minh, đề nổ start tốt này, điều hòa tự động hai vùng độc lập này, sạc điện thoại không dây quý bạn nhé, sạc điện thoại không dây này, và màn hình giải trí thông tin đa phương tiện này, kết nối với Apple Play này, CarPlay, Apple Play này, Android Auto này. Đấy, kết nối tự động và hiển thị cả camera lùi quý bạn nhé, và GPS dẫn đường này, cái GPS hay gọi là map đấy ạ, map Việt map dẫn đường và cảnh báo tốc độ luôn các bạn nhá. Rất là hiện đại cho một chiếc xe Hyundai Tucson 2021 này, rất là đẹp này, mới toàn bộ luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp này. Và tiếp theo thì tôi lại phải tắt cái điện này đi. Tôi sẽ ra ngoài giới thiệu tiếp cho quý vị và các bạn về những cái phần còn lại bên ngoài của chiếc xe quý vị các bạn nhá. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Tucson 1.6 Turbo 2021 này là một cái cốp điện này, có thể bấm ở trên xe hoặc điều khiển bằng khóa này. Đấy, cốp điện quý bạn nhé. Cốp điện có thể mở cốp, đấy, hoặc là đóng cốp cũng bằng điện luôn này. Đấy, rất là tiện lợi quý vị bạn nhé. Hoặc là khi chúng ta không cầm chìa khóa ở muốn cầm đến chìa khóa, chúng ta có thể ra đến xe và chúng ta có thể bấm tại đây. Đấy, thì cái cốp này cũng được mở. Và đặc biệt mà tôi mở cái cốp này lên là tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn đây ạ. Nó toàn bộ là nó còn mới tinh luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, tất cả về cái cốp này đều mới tinh luôn quý vị các bạn ạ. Và ở cái khoang đằng sau này thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, với chiếc xe này là chúng tôi còn chưa có dọn rửa gì, chưa động gì vào đến phần bên trong này quý bạn ạ. Nhưng nó rất là mới này, chỉ có đôi chút là nó bẩn thôi, không phải xước đâu ạ. Những cái này là bẩn thôi quý bạn nhá. Đánh dọn rửa đi cái là nó sẽ sạch hết đấy ạ. Rất là mới này. Từ những cái phần nỉ của cái cốp này còn mới nguyên đấy ạ. Đây là cái phần nỉ này, rất mới quý vị các bạn nhá. Và đến những cái phần da này đằng sau này, da này, nỉ trần này, phần nhựa này, rất là đẹp, không khác gì một chiếc xe mới luôn quý vị các bạn nhá. Và cửa sổ nóc, cửa sổ panorama toàn cảnh này, nhìn rất là thoáng cho chiếc xe. Phía bên dưới của cái thảm cốp này thì quý bạn thấy đây ạ, là một cái lốp sơ cua còn mới tinh chưa dùng. Kích này, đồ nghề cũng mới tinh chưa dùng luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, riêng về cái phần đằng cốp này cũng giống như những chiếc xe mới thôi ạ, không khác gì một chiếc xe mới ạ. Quý vị các bạn mua một chiếc xe mới về nó cũng như này thôi ạ, không có thể nào mới hơn được như thế là cái xe này đâu ạ. Đấy, đóng cái cốp này lại, tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Cánh cửa phía sau bên phụ đây quý bạn nhé, cũng rất là mới luôn ạ. Toàn bộ là như một chiếc xe mới. Đấy, bên trong này thì chưa bóc ni lông đây quý bạn nhé, bên trong còn chưa bóc ni lông này. Nhìn từ những cái bậc cửa này thì quý vị các bạn biết được là đằng sau này không có người ngồi. Đấy, đằng sau này gần như không có người ngồi, nó mới sạch mới như này đấy ạ. Đấy, tôi quay sát lại để cho quý vị các bạn thấy được một chiếc xe siêu lướt nó còn mới như thế nào. Quý vị các bạn nào bây giờ mà mua chiếc xe này thì không khác gì một chiếc xe mới đâu ạ, mà lại tiết kiệm được mấy trăm đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem, cũng đã được là bấm tay để mở cửa này. Đấy, từ tắp bi cánh cửa này,
tắp bi cánh cửa này cho đến tắp lô đều rất mới quý bạn nhé. Cái màn hình này là còn chưa bóc cái ni lông ra này. Đấy, tắp bi, tắp lô đều rất mới quý vị và bạn nhé. Vô lăng không khác gì một chiếc xe mới luôn ạ. Cần số này, phanh tay điện tử này. Thưa với quý bạn này, chiếc xe nó rất là nhiều option nhé. Đây là cái phanh tay điện tử này, có auto hold tức là phanh tay tự động đấy ạ. Cảm biến trước sau này, nhiều chế độ lái nữa này, hỗ trợ đổ đèo này. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Toàn bộ về cái nội thất này thì không khác gì một chiếc xe mới này. Ghế bên phụ cũng là ghế chỉnh điện quý bạn nhé. Ghế bên phụ này, chỉnh điện này và rất mới này. Đấy, từ những cái bậc cửa này thì bước vào thì quý bạn thấy được là nó có khác nào một chiếc xe mới đâu. Đấy, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên đều rất mới quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe siêu lướt, mới, đẹp như vậy đấy ạ. Khác với thế hệ Hyundai Tucson trước đó thì ở chiếc xe Hyundai Tucson này thì Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Tucson này là một cái khối động cơ xăng TGDI 1.6 turbo quý bạn nhé. Rất là tiết kiệm nhiên liệu nhưng lại rất là khỏe, bởi vì dung tích làm việc nhỏ thì ăn hết ít xăng, nhưng đưa cái turbo vào, công nghệ turbo vào cái động cơ này thì giúp cho turbo tăng áp, nó giúp cho máy khỏe hơn quý bạn nhé. Khỏe hơn mà lại ăn ít xăng hơn. Đấy, rất là thông minh ở cái chỗ vậy, cho nên là bây giờ đi chiếc xe này rất là tiết kiệm nhiên liệu quý bạn ạ. 1.6 thôi mà lại rất khỏe. Và ở cái động cơ này thì quý vị bạn thấy đấy ạ, chúng tôi mua về chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả mà nó mới như này. Không có dọn rửa gì tí nào quý bạn nhé. Đấy, và còn nguyên bản này. Và cái động cơ này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, còn nguyên bản và còn bảo hành tại hãng quý bạn nhé. Quý bạn có thể yên tâm. Nếu như quý vị bạn nào chưa yên tâm thì có thể mang chiếc xe này vào đại lý, bất kỳ đại lý nào để check chiếc xe này nhé. Còn bảo hành dài tại hãng luôn ạ. Và rất mới ạ, tất cả từ những cái ắc quy cũng còn nguyên bản này. Thì chiếc xe này là mua tháng, chủ xe mua tháng 3 năm 2021, tính ra là bây giờ mới sử dụng có hơn 1 năm thôi mà mới 10.000 km thì là nó quá mới luôn quý bạn ạ. Đấy, quý vị các bạn xem chiếc xe mà chúng tôi chưa có phải dọn rửa gì mà nó mới, nó đẹp như này đấy. Cabo đấy ạ, ốc cabo bên ngoài cabo còn nguyên bản cơ, chưa có xước cơ, thì là cái ốc này là còn nguyên bản luôn ạ. Cái tấm chắn nóng này, đấy, cái tấm chắn nóng và cách nhiệt của cái cabo này thì quý bạn xem đấy ạ, nó có khác nào một chiếc xe mới đâu, mới tinh luôn quý bạn nhá. Đấy, nhìn nó vẫn còn ánh lên cái độ mới của chiếc tấm chắn nóng này. Thì quý bạn thấy được là chiếc xe nó quá đẹp ạ. Bởi vì nó siêu lướt, có 10.000 km thôi. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Ở chiếc xe siêu lướt như này thì quý vị các bạn có thể yên tâm tuyệt đối luôn ạ. Có thể yên tâm như một chiếc xe mới vì chiếc xe này còn bảo hành. Đấy, bảo hành tại hãng quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn, rất là ok quý bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất, cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản 1.6 turbo 2021 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, siêu lướt 10.000 km này. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, và không những nó còn nguyên bản và còn rất đẹp, rất mới, không khác gì một chiếc xe mới quý bạn nhé, vì nó chưa chạy hết rốt đà. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 920 triệu đồng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Tucson 2021 phiên bản 1.6 turbo này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi đang vẫn hỗ trợ trả góp quý vị và các bạn nhé. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi và nhận xe, số tiền còn lại thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm thì hãy nhanh chóng liên hệ ngay quý vị và các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.